là bác sĩ Hiếu đến từ Vũng Tàu. Thì đây là lần thứ hai mình tham dự cái khóa bootcamp này. Thì lần đầu tiên mình tham dự là ở Malaysia. Thì mình lựa chọn quay lại đây bởi vì cái khóa bootcamp này mang lại cho mình cũng khá nhiều cái sự mình là bác sĩ Hiếu đến từ Vũng Tàu. Thì đây là lần thứ hai mình tham dự cái khóa bootcamp này. Thì lần đầu tiên mình tham dự là ở Malaysia. Thì mình lựa chọn quay lại đây bởi vì cái khóa bootcamp này mang lại cho mình cũng khá nhiều cái sự thay đổi trong tư duy. Và thật sự thì Bách Nguyên hay là anh Win thì có những cái chia sẻ đi từ những cái tổng quát nhất cho đến cái tận cùng là cái chuyên môn và nội nha. Thì cảm ơn công ty anh và em đã cho giúp Bác Nguyên đã có khóa học này ở Hà Nội. Hy vọng là Bác Nguyên sẽ và công ty anh và em sẽ tiếp tục triển khai cái khóa học này ở